Rồi hello các bạn nha. Giờ được tới đường vô Tràm Chim các bạn. Chuẩn bị vô mua vé mà đợi ra bão nữa các bạn. Cổng đồng chí Hiếu đồ nằm cổng trước rồi. Sớm giờ 2 tiếng hồ, sớm mà được đi cái bị bể bánh xe mới thay cái ruột. Xong nó trễ, giờ đợi thêm bão nữa mọi người. Để xíu nữa vô rồi mơ mình đi đánh buổi nữa. Kệ chỗ không có thằng câu rô biển là chắc cứu. Rô biển nhóc. Chào anh em và các bạn nha. Vô tới cổng rồi mọi người. Giờ mình ghé mình mua vé. Vé là 120. Mua bữa nay thì mình câu được ngày mai nha các bạn. Sau 12 giờ anh bạn mua là được câu ngày mai. Thì ngày mai mình vô câu được ngày nữa. Mà anh xui nghe nói không ngày cũng lỗ đầu cũng dữ lắm. Mà hôm nay mình đi vô đây câu có là mới là kỳ tích nè. Đó rồi, được chào anh em và các bạn nha. Giờ mình đang đi vô. Hèn vô. Chung là vô đây câu rô biển là chắc cứu. Còn cá cha thì ngâm đại đó bạn, hên xui. Thì theo duyên nợ duyên số. Chứ mình với con cá. Có nợ nhau không thì nó sẽ gắn câu mình à. Rồi, chào anh em nha. Giờ mình đang đi vô nha mọi người. Kiếm nãy là im im tán con gỡ qua cho ông Dạng Nguyễn đó. Ông cung đích là sáng giờ ông nhắn tin cho mình rồi hỏi đi vô cái nọ rồi sao rồi có gì hú không rồi gì mình im im mình về mình gỡ video mình đăng lên luôn à. Khỏi hú. Rồi chào anh em nha. Rồi chào mấy thím nha. Giờ mới tới điểm Tràm Chim mà điểm này quyền thoại giữa tôi với ông Dạng nè. Câu cá bắt gắn bắt đồ đây nè. Hôm nay là đây câu cá hổng câu đây không dính yếu. Hôm nay mình lấy toàn bộ sinh lực vô đây mình kéo con cho nó sướng nha mọi người. Tình hình Tràm Chim không ngại. Nói chung là nước nâu thì có cá cha đó, nhưng mà quan trọng là nó ăn hay không thôi. Một hồi nó ụt cho bạn xem. Giờ mình chuẩn bị ra cần xong thì bắt đầu cái anh em mình đi câu rô biển từ từ. Đó, ai canh cá cha canh, ai câu rô biển câu. Đó, hôm nay đồng hành cùng Bảo. Mới nhậu hôm qua, hôm nay đi câu mới hên không biết nữa. Thấy tình hình là thấy thơm phức rồi đó nha. Rồi hôm nay mình đánh cám của Lê Khuyến nè bạn. Này cám này còn cho nên đánh luôn. Cái cút dừa với hột vịt pha đại đánh. Còn này cái áo mưa. Để mình có đi đêm rồi đồ thì mặc vô. Ủa lộn, nó có đi mưa là mặc vô. Rồi chuẩn bị ra mồi các bạn ơi. Ra quên trộn mồi ra cần. Lâm hàng chạy con đầu tiên gỡ cái bảo kêu lính coi con này chiều nướng luôn ha nướng rồi anh Hiếu mở hàng được con mọi người ăn bánh mì nha đầu nhìn tay bả hơn thằng bà đẻ nó cũng rảnh này để cho ta gỡ đè chết cá của ta sao sống thôi buông đi để cho ta má ơi má con cá gô rồi mà tính đạp dò xuống đã mọi người. Đó mở hàng con đầu tiên thảy xuống là ụt liền chơi bánh mì các bạn ơi. Câu cá rô biển bánh mì màu này bao rẻ luôn ổ 2000 câu tới ngày mơ luôn xuống rồi nè lữ này thì tóm sẵn 3 lữ 5000 kỳ bảo cầm nhỏ bạn ơi đợi khó là được thả đi cái nhỏ có cái lớn xuống ngoài đó nha mọi người
Nước nữa. Trời không vui các bạn ơi, khu biển. Này giờ chiên giòn ăn luôn đó, nó mới đã. Rồi, thả tiếp. Ngồi im mà nghe bảo. Cỡ một cái bầy nó vậy mọi người. Rồi ngay bầy nó rồi đó. Chạy có cá quay cho bạn xem cho đã là được rồi. Chọc chọc rồi kêu được. Thả tiếp. Thả hồng nhát không ta? Biết không. Hay là mình bắt hồng mình thả rồi. Tiếp nha mọi người. Biết ngày thấy lâu lâu quá cũng gắn mà nó mối. Cuộc quá ta. Nghe là ba con kia vậy là báo tin rồi. Trời ơi, nó ăn nổi với một mớt chưa. Nghĩ đành đảng được chứ, tụi nó bắt góc rồi dướng dướng lên. Cá nhỏ nhiều quá. Cá bự rồi là nguy hiểm lắm. Xuống rồi lụm rồi. Hết mồi nữa rồi. Mày cái cầu màu trùng hay gì. Để mấy cái cặn nó cho gia bảo đặng đó các bạn. Biết có thứ gì đặng không à. Giấy còn không dính là đi chỗ khác nữa nha. Bắt
đầu cũng khó chứ. Ngậm dính luôn. Ủa gô đồng. Gô đồng, không phải gô biển. Gô đồng kẻ bắt luôn cho vui. Nó cũng nhỏ thôi. Đây, bắt luôn như có nhớt đồ ba con với ta nha mọi người. Cái này đi cho nó sống đi. Bữa nha mọi người. Nãy nó quay bảo quay không kịp. Lúc cá đang lúc có lý cũng được bạn, tao mày cũng được nha, trọng nha. Tiếp tục câu đầu biển. Ủa nó văng đảo tao chưa, cái lục bình con nữa mọi người. Mày có cái giọng này chắc cứu không thôi chết rồi. Trời ơi nó văng tùm lum hết trơn. Lúc luôn không dính. Chắc cú à. Vậy mà không dính bảo. Được chưa? Để đi hậu đi cũng là đẳng gì đâu. Được mấy con mà thấy cá trà bình kilo nục luôn. Mấy con đồ biển. Đó nãy giờ của mình được 5 con, 4 đồ biển. Về con của ông Chí, hình 3 con đồ biển với con cá rô. Đó, giờ đứt dây nữa rồi. Đi kiếm quằn quằn kiếm chục con nó ngon mọi người. Trời ơi. Ui, tức tức trời. Lăn bạn lên. Kỳ ta. Ăn đúng mạnh luôn á. Bánh mì mình cứng quá. Ôi, thấy chưa? Nó ăn cho mọi người. Đó. Có nhớ đâu các bạn. Bờ biển tiếp tục mọi người. Để đây cho tôi xem coi. Chạy hoài, đây là hàng hiếm nha các bạn. Hiếm mà tự nhiên nha. Chỉ có trong trong tự nhiên trong rừng chứ. Trong rừng mới còn thôi. Đó. Cá nào này mọi người. Trời ơi nó ăn kìa. Thấy không? Không dính tức thì chứ. Còn. Ôi gô đồng mọi người ơi. Đó các bạn thấy không, câu cá rừng tràm gô đồng nha các bạn. Trời. Gì ăn luôn cái gì á. Đây cây không nảy hay gì mọi người ơi. Thả xuống không xuống dưới được. Rồi lỗ này xuống được nè. Ok, cái rô ngoài kìa. Đó. Quá trời cái rô rồi. Nguyên bảy cái rô núp nữa. Này có dế lên theo ngon. Nhẹ nhẹ má.
cái kịch hết hồn. Quá trời khúc này luôn. Này có trứng kiến một giới ngon các bạn. Cây không có dưới nó dưới cạn lùm lum. Cái nó cũng ăn lắm. Ê, 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 ê. Tát mà mày. Lấy bánh mì nhấp cái rô mọi người ơi. Cải hầu khu thành quả. Vô đồng không nghe mọi người. Ngay ở đây luôn rồi. Nãy giờ phải chỉnh mấy con rồi ta? 4 con. Nhấp bánh mì nha các bạn. Một cái gừng ăn, cái gừng ăn bánh mì. Em có ba làm cán bộ, còn có lữ một. Dòm xung dòm quanh không có cái cây sao. Thì anh sẽ xài tiền chiều cuối. Chiêu mới được. Em đi qua hàng ấy, hàng cái chào quận. Ở chỗ này. Đây đây. Bự không? Chắc nhỏ quá. Quá trời. Ồ trời, chứng kiến mà thả xuống một cái ha. Thôi mà ở đây không có vô là chắc cứu, làm biết chắc cứu luôn á. Trời ơi. Cá nó bự trời. Tới công chuyện. Không lên. Xin lỗi mọi người. Canh cá tiếp tục. Đó, 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 lúc. Lúc không mày. Hỏi cái gô nữa. Cái gô gừng chàm. Này mà đúng cái gô động mà cái gô này không có like luôn á. Ban đầu nhỏ mình bông bông chấm chấm rồi. Trời 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 trời, để mình thả vô đó mọi người. Lọt xong rồi. Lọt xuống xong nè. Nó ngấp cái đó quá mọi người. Tại có đống cây nhánh chàm đó bạn. Rất nhiều đó bạn thấy lú rồi. Nhỏ gấp nguyên bầy cái gô luôn. Bự có, nhỏ có. Lứa có, nãy giờ mình dính 4 con à. Không thấy con rùa biển đâu đây chứ. Tao dành để em dối đây im lắm. Dối xong cái gầu dính luôn.
bệnh luôn đi về luôn má u. Rồi xong cũng đành chấp nhận thương đau để em. Ồ, gù ngớp rẳng đây các bạn, khúc này gù kinh thiệt trời, mơ mua giới chứng kiến đồ vô còn giữ nữa mọi người, hứa với các bạn luôn là ngày mơ sẽ có clip giữ nữa. Tạm thời mình thu gom mấy con đây về đổ con kia nó không được chục con, tức quá mọi người. Con này thì nó khô queo à, đâu à, làm vòng vòng luôn thì ú bao ú luôn, bao mập luôn cái gô gừng hả. Còn con nó đục tiêu lóc lóc đi. Đây là ở chỗ bến của nhà hàng các bạn, ăn uống đồ đó. Mình xuống đây mình câu, ở bên đó là khu vực rừng chạp. Chà 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 chà, không chui hay thiệt chứ. Trúng. Đó, về đổ rồi gặm. Rồi đi mọi người ơi. Rồi bạn ơi. Giờ mấy anh em tiếp tục bơm mồi các bạn. Đang nắng mồi tiếp tục. Giờ mình nãy giờ bảo nó giờ mấy con câu là xích bên kia mà cá nó vẫn ngục quá trời luôn à. Mong là quốc cam nền nữa này giữ giữ mơ vô có lý nha. Bên nó thẳng lên gạt kìa gạt ha. Ừ, mấy cỏ đó. Nước này giống như nước lớn. Chị vô. Rồi canh cần máy nha mọi người. Mới ụt nó bạn hai con lượt. Bên một cái mình thảy cái máy xuống đất luôn các bạn. Mở thay mồi nữa các bạn. Mong là sẽ có đột phá trong buổi chiều nay. Tại vì sớm vô đây cũng 2 giờ mấy mọi người. Đi câu đồ biển vòng vòng. Giờ mới xuống được 3-4 cục mồi. Thay mồi được 3-4 lần. Hết thao cám rồi đó các bạn. Giờ thêm thao nữa. Ồ nó quăng gì, quăng cái đọt cây không à. Ồ cũng may là không thấy ổng đấy. Thấy ổng thôi luôn. Chủ tiệm đồ câu gì đâu quăng mồi thua. Đây thành quả. Chung là có nhớt cá rô. Còn mơ tính tiếp mọi người. Đó. Rô biển rô đồng. Này là kho đủ rồi đó. Chung không có giới chứng kiến đâu bạn, có giới chứng kiến lại đó câu dữ lắm, bánh mì vô động năng luôn là các bạn hiểu rồi đó. Cá gừng năng vậy đó. Rồi mọi người giờ rút quân các bạn ơi, anh em hôm nay thua cột rồi bạn Chí ơi. Bây giờ em không nói gì. Rồi chào mọi người nha. Đây. Bỏ anh bỏ em gì này toan hết rồi. Giờ thu gom hiện trường các bạn ơi, mai tính tiếp. Nói chung là thành quả sớm giờ được mấy em cá rô. Này cho thằng Chí về nó kho tiêu đi. Đó mọi người, vô đồng như vô biển. Cá lóc nướng nha. Đó. Này mình vô sớm mà mình mò mò thấy mấy gốc cây mình là nhiều lắm mọi người. Chứ con bánh mì nó cũng hơi chậm ăn. Mà cái vô đồng thì con bánh mì là thua rồi. Nhưng mà nó cũng ăn. Rồi chào mọi người nha.